Trung tâm Ngoại ngữ Ngọc Vân long trọng tổ chức buổi lễ tổng kết cuối khóa và khen thưởng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong khóa học. Đồng thời, trung tâm trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nhằm thông báo kết quả học tập của các em học viên. Trung tâm Ngoại ngữ Ngọc Vân trân trọng chúc mừng bạn đạt giải nhất khóa học. Trung tâm Ngoại ngữ Ngọc Vân trân trọng chúc mừng bạn đạt giải nhì khóa học.